Tay đến trường, em vừa đi vừa
quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất vinh dự thay mặt giáo viên chức người lao động trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn đọc thư chúc mừng năm học mới 2022-2023 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2022, thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư gửi vào ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 5 tháng 9.
cưa lên. Thank you.